em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ nhé. Hôm nọ có đứa em nó đi bấy qua nhà anh em, có vào nhà chơi và bảo kè chim, thì em có xách cái con chim thi bên phải màn hình anh em đang xem để ra kè. Kè được một lúc thì cái con chim mồi bỏ chạy luôn anh em. Nhìn là rất là găm dí rồi này mà con mồi ngoảy lại chắc là nó ché đè luôn anh em ạ. Hôm nay thì em có lên được cho anh em tham khảo hai con bồi anh em nhé. Hai con bồi cũng rất là đẹp. Anh em nào muốn tuyển bồi thì anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Đó thì em có quay lại cái đoạn clip này thì em có đăng lên cho anh em cùng ngắm. Còn giờ em sẽ chuyển qua hai cái chú bồi hôm nay em lên cho anh em tham khảo anh em nhé. Đây nha, đây chính là con này em để là con bồi số 1 anh em nhé. Một con bồi tướng tá rất là đẹp, có quả yếm rất là đậm anh em ạ. Thái độ cũng rất là tốt, chim cũng đã sổ giọng rất là tốt rồi anh em nhé. Chim không có tật lối, bộ trung to, mình ống, lông mỏng. Con chim nhìn rất là dữ chim anh em ạ. Và em không báo giá luôn, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000. Thực sự là một con bồi hàng tuyển rất là đẹp anh em ạ. Chim là chim gốc kim bôi Hòa Bình anh em nhé. Đó, chim cũng sổ giọng luôn rồi anh em. Con này nhìn chim rất là lăng xăng, rất là nhanh nhẹn anh em ạ. Thì còn một con bồi nó cũng rất là đẹp anh em cố gắng theo dõi hết clip anh em nhé. Như chim này thì cũng đã cám cứng rồi anh em nhé. Được hơn chục ngày lồng rồi anh em ạ. Hai quả yếm rất là đậm và cân đối anh em. Đó, đoạn clip thì nó cũng hơi dài một chút. Tại vì em cũng muốn để cho anh em xem kỹ một chút anh em ạ. Thì đây là anh em nào mà ưng con này thì anh em báo với em là con bồi số 1 anh em nhé. Con bồi số 1 1.500.000. Còn con bồi số 2 thì có quả đầu quả cổ rất là dài anh em. Đây anh em nhé, đây chính là cái con bồi số 2 em muốn lên cho anh em tham khảo. Con này thì anh em nhìn quả đầu quả cổ rất là dài anh em. Nó gần giống với cả cái con mộc hôm trước em đăng mà giá 4 triệu đấy anh em. Nhưng mà con hôm trước em đăng đấy thì cái quả màu nó đẹp hơn. Còn em đang nói về khi nó vươn người vươn cổ nhìn nó giống giống anh em ạ. Chim bộ trung to, chim không có tật lối anh em nhé, chim gốc kim bôi Hòa Bình. Quả màu thì kiểu nó chéo chéo, em không biết là nó như thế hay là do nó chưa được tắm rửa thì cái này là nó cứ như thế anh em nhé. Thì em cũng nói rõ ràng như vậy cho anh em tham khảo, ví dụ anh em giao lưu thì cho nó thoải mái anh em ạ. Và em cũng báo giá luôn, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.300.000 anh em nhé. 1.300.000 anh em. Đó thì hôm nay em có lên được hai cái con bồi cho anh em tham khảo. Anh em nào mà ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng hoặc anh em thấy đắt thì anh em xem giải trí và em hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi clip của em. Em chào toàn thể anh em và hẹn lại anh em vào một clip tiếp theo anh em nhé.